Mục đích của cái buổi học hôm nay là chúng ta sẽ, đây sẽ là buổi học đầu tiên trong cái loạt tài liệu mà chúng ta học là dạy để biến đổi chứ không phải dạy để nhồi nhét kiến thức. Đây là cái cuốn sách mà chúng ta sẽ dùng là Teaching to Transform, Not to Inform. Thì cái outline mà tôi gửi ra cho quý ông bà anh chị em đó, nó sẽ tóm tắt cái phần mà chúng ta sẽ học với nhau. Và tôi có chừa cho quý ông bà anh chị em một số chỗ để chúng ta có thể điền một chỗ trống. Hôm nay trong cái khuôn khổ buổi học đầu tiên thì nó chỉ ngắn gọn chừng khoảng 1 tiếng đồng hồ, thì chúng ta sẽ chỉ giới thiệu một số khái niệm. Và cái loạt bài học này nó có tới 2 cuốn lận. Cái cuốn 1 là sẽ giới thiệu với quý ông bà anh chị em về những cái nguyên tắc trong cái cách mà chúng ta soạn cái bài học trường Chủ Nhật. Những cái nguyên tắc đó mình cần phải nắm vững để khi mà mình soạn, mình biến hóa đó, thì mình giữ được cái nguyên tắc đó, mình sẽ truyền tải được cái thông điệp cần thiết trong lúc mà mình soạn cái bài học. Rồi cái quyển 2 đó dày hơn, nhiều hơn nữa, thì nó sẽ đi sâu vào trong cái cách thức làm thế nào để chúng ta soạn một cái bài học trường Chủ Nhật. Nó mang tính chất là transformational, tức là nó làm biến đổi cái đời sống của cái người học, chứ không phải chỉ là cung cấp thông tin mà thôi. Nó không phải chỉ là explanation, không phải chỉ là information, tức là truyền đạt cái thông tin hay là những cái kiến thức về Kinh Thánh mà thôi. Nhưng mà lồng ghép trong đó là cái thông điệp, cái sự biến đổi. Với cái mục đích của chúng ta dạy Kinh Thánh không phải là để trang bị cho các sinh viên hay là các học viên cái kiến thức Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta trang bị cho họ cái tâm tình để có thể áp dụng những cái kiến thức đó vào trong cái cuộc sống họ. Nếu mà chỉ học mà có kiến thức không thôi thì cái điều đó nó rất là đơn giản. Nhưng mà không ai, chúng ta thấy rằng là chút nữa mình sẽ bàn sâu hơn, thì mình sẽ thấy rằng là nếu mà dạy mà chỉ có kiến thức không thì nó sẽ không có đem lại cái hiệu quả. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi sáng hôm nay thì mình xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa trước hết Ngài cho chúng con bình an để đến đây trong sự học lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa đã cảm động lòng quý ông bà chị em của chúng con đến đây. Và xin Chúa cứ nhanh chân đưa đường những người còn đang trên đường đến đây để cùng với chúng con học về cái phương pháp và những cái nguyên tắc mà chúng con có thể áp dụng trong lúc chúng con soạn bài học trường Chủ Nhật, hầu cho có thể trở thành những công cụ hữu dụng cho Chúa trong tương lai. Xin Ngài sức dầu trên mọi miệng chúng con, trên mọi tấm lòng của chúng con. Và Ngài làm cho ý muốn của Ngài được thành trong và qua cuộc đời của mỗi chúng con. Vì Chúa ơi, chúng con biết rằng việc học và dạy lời của Chúa là điều rất là quan trọng trong mỗi cuộc đời của chúng con, trong đời sống hội thánh của Chúa. Xin giúp chúng con và mở lòng mở trí chúng con, hầu cho khi chúng con có thời giờ ngồi học với nhau thế này thì lòng chúng con được vui thỏa trong ơn Chúa luôn. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con hãy lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Oh, hello anh Châu. Yeah. Tôi có gửi cho quý ông bà chị em hai cái sách tài liệu. Một đó là cái outline của cái bài học hôm nay là dạy để biến đổi chứ không phải để nhồi nhét kiến thức. Và cái sách tài liệu thứ hai là tóm tắt 7 cái bài học đầu tiên ở trong cái cuốn trường Chủ Nhật mà chúng ta sẽ học trong mùa hè tới này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái tài liệu chính trước, rồi sau đó tôi sẽ nói một chút về cái tài liệu mà khám phá Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học trong mùa hè. Thì như tôi giới thiệu lúc nãy, đây là cuốn sách mà chúng ta sẽ sử dụng cái nội dung chính của nó. Quý ông bà chị em nào nếu mà muốn thì có thể lên Amazon mua cái cuốn sách này để mà về mình đọc tham khảo. Tôi chưa có cái bản PDF, cho nên nếu tìm được bản PDF thì tôi có thể gửi email cho quý anh chị em để có thể xem trước cái tài liệu ở nhà. Hầu cho khi chúng ta đến đây thì mình sẽ có nhiều thời giờ để mình trao đổi với nhau hơn. Hello bác Thịnh, hello bác Thiện. Dạ. Dạ. Chị Hồng. Tài liệu này thì chủ yếu bằng tiếng Anh thôi, không có bằng tiếng Việt. Nhưng mà khi tôi chia sẻ với các bạn chị em thì tôi sẽ làm thành cái dạng ý tiếng Việt để chúng ta cùng dễ theo dõi, cho các bác theo dõi. Dạy để biến đổi chứ không phải để nhồi nhét thông tin. Chúng ta mở ra cái trang thứ hai của cái online bài học của chúng ta. Trước khi mà tôi đi vào trong vấn đề những cái nguyên tắc trong việc mình soạn bài học trường Chủ Nhật đó, thì chúng ta thử ngồi nhìn lại, mình phân tích, mình nhìn lại một chút cái thực trạng mình đang dạy và đang học trường Chủ Nhật như thế nào với mọi anh chị em. Mình đừng có nói hội đâu sâu xa chi, hội thánh chúng ta thôi.
mình nhìn từ chính cái kinh nghiệm thực tế của mình ở trong hội thánh của mình, thì chúng ta hiện đang dạy như thế nào? Các anh chị có muốn mời anh chị em chia sẻ thì bây giờ mình hiện đang dạy như thế nào, tức là đang dạy trường chủ nhật như thế nào đó. Trong đây có một vài cái gợi ý nhỏ, thì thứ nhất là về cái thời giờ soạn giáo án, cái phương pháp sư phạm và cái sự đáp ứng của học viên. Thì mời quý ông bà anh chị em là những người đã từng dạy trường chủ nhật rồi đó, thì xin cho chúng ta xin cho biết ý kiến, cái cảm nhận của quý ông bà anh chị em, những người đã từng dạy và cũng như đã từng học trường chủ nhật ở tại hội thánh của chúng ta là nơi đây. Thì hiện bây giờ thì nói về vấn đề soạn giáo án đi, chúng ta dành bao nhiêu thời giờ để mình soạn giáo án trong tuần? Dành nhiều thời giờ không quý ông bà anh chị em? Yeah, mình dành bao nhiêu thì giờ? Khoảng 2 tiếng. Khoảng 2 tiếng, 2 tiếng một tuần. Thường thường đó, tôi nhớ hồi xưa đó, tôi lâu lắm rồi tôi cũng không có dạy chuyện chủ nhật hay chia sẻ. Thường thường đó là, thí dụ như là ngày chủ nhật á, là biết là tuần tới làm việc mình á, là thứ hai á, là bắt đầu mỗi ngày đó, là tôi đọc, nhưng mà cái trong tuần đó, tôi phải think about it. Và cứ nguyên tuần như vậy á, không có dành nhiều trong một lúc, nhưng mà just to keep it every day. Yeah. Để mà coi. Tức là mỗi người thì có cái cách soạn giáo án khác nhau. Yeah. Thì có người thì có thể trong một tuần mình chỉ dành mình block out 2 tiếng đồng hồ, mình có thể mình ngồi xuống mình soạn một cái bài học chủ nhật. Cũng có những người có những cách là mỗi ngày đọc chút accumulate lên chút xíu. Rồi. Ok, như rồi cái thời giờ thì như vậy. Phải không? Có ai có cái ý nào khác không? Có cách làm nào khác nữa không? Thường thì thấy nếu mà soạn cho kỹ mà để mà hướng dẫn anh chị em á, dạ, nó mất thì giờ nhiều. Yeah. Dạ, ít nhất một tuần lễ nhiều khi anh chị em cứ thấy cũng bỏ thì giờ bên nhiều. Như tôi anh nói thì tôi thấy cũng đúng. Dạ. Như kinh nghiệm của tôi thì thường thường tôi phải học bài trước một tháng. Thí dụ như một cuốn sách, yeah, ở trong một cuốn sách thì dạy, thì học hết cái cuốn sách trong tháng mình học trước. Xong rồi cái mỗi tuần soạn lại. Yeah. Rồi khi mà mình học trước đó thì nhiều khi như dạy mấy lớp em thì có những cái phải mua những cái đồ để cho mấy em làm, để mấy em học, mấy em nhớ đó. Yeah. Là cái tuần lễ đầu là phải lo soạn những cái đồ để trong lớp. Yeah. Yeah. Rồi xong rồi đến cái cuối tuần đó, thì chủ nhật dậy thì tối thứ bảy hay trưa thứ bảy hay sáng thứ bảy là 4 tiếng đồng hồ hay 2 tiếng đồng hồ. Yeah. Là soạn bài em. Dạ, cảm ơn cô. Em thì cái việc đọc kinh thánh hàng ngày nó bổ túc rất là nhiều cho cái việc mà mình soạn giáo án, là bởi vì khi mà mình được phân công được, tại vì có chương trình mà cho giáo viên chủ nhật đó là hình như là gửi ra là trước một tháng, là trước một quý gì đó. Ừ. Thì mình biết trước cái lịch của mình rồi á, thì với cái cộng với cái việc mình đọc kinh thánh hàng ngày á, thì mình suy nghĩ về cái chủ đề mà mình được hướng dẫn trong cái thời gian sắp tới á, yeah, mình cầu nguyện Chúa hàng ngày á, thì đến cái ngày mà gần đến cái ngày mà mình được hướng dẫn á, thì mình ngồi lại mình cầu nguyện Chúa và những cái ý tưởng mà Chúa cho mình hiểu trong một khoảng thời gian dài mình cầu nguyện hàng ngày, với cộng với việc đọc kinh thánh, mình sẽ soạn cái bài nó có cái sự liên hệ rất là nhiều chỗ. Đúng rồi, dạ. Cảm ơn anh Vọng. Tức là cái sự soạn giáo án của chúng ta nó gắn liền với cái đời sống tâm linh, thuộc linh của mình với Chúa. Yeah. Mình có cái sự học kinh thánh, không phải chỉ đọc kinh thánh hàng ngày không, mà cầu nguyện nữa. Yeah. Rồi trong cái mối tương giao với Chúa, mình đem nguyên cái bài học mà mình sẽ dạy trong tuần, mình đem mình áp dụng trước nó vào trong cuộc đời của mình. Trong tuần đó, trong lúc mình học cái bài học đó, mình tìm cách mình áp dụng, rồi đúc kết lại trong cái mối tương giao của mình với Chúa mỗi ngày đó. Mình sẽ tích lũy được những cái ý tưởng để rồi đến ngày Chủ nhật mình có thể đem nó ra mà chia sẻ với lại quý học viên trong lớp. Cảm ơn anh Vọng. Có ai có cái cách nào soạn giáo án khác nữa không? Cái cách mà soạn giáo án mà anh Vọng nêu đó, đó là cái soạn giáo án bằng cái đời sống của mình, nhiều hơn là bằng cái việc mình ngồi xuống mình nghiên cứu. Nói như vậy không phải là mình không có nghiên cứu khi mà mình chia sẻ lời của Chúa, nhưng mà cái sự đọc kinh thánh và cầu nguyện hàng ngày đó là cái sự chuẩn bị cả đời sống của mình để nó đưa đến một cái đỉnh điểm, là cái thời điểm mà mình đứng lên mình hướng dẫn một cái bài học trường Chủ nhật, thì mình đã kinh nghiệm cái bài học đó ở trong tuần lễ rồi. Thì đó là một cái cách rất là thực tiễn mà nó cũng đòi hỏi mình rất là nhiều thời giờ.
mình phải chuyên tâm, mình phải cứ phải suy nghĩ về cái bài học chủ nhật mình hoài hoài, chứ không phải chỉ là một cái khoảng thời gian nhất định nào đó trong tuần. Thì mỗi một người có một cái cách làm khác nhau. Ví dụ như đối với tôi trong vấn đề soạn bài giảng hàng tuần cũng vậy. Ngoài cái sự suy giảm kinh thánh, cầu nguyện, thì mỗi một ngày đó tôi dành ra chút ít tôi nghĩ về cái bài giảng, chứ không có phải là ngày nào tôi cũng ngồi xuống 3-4-5 tiếng đồng hồ để nghiên cứu kinh thánh, không phải vậy. Mà tôi nghiên cứu kinh thánh cái cách là ở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Mình kinh nghiệm, mình đã có sẵn cái dàn ý, cái phân đoạn kinh thánh mà mình dự định sẽ giảng trong tuần rồi. Thì trong suốt tuần đó mình suy nghĩ về nó, rồi mình tìm kiếm coi trong cuộc sống hàng ngày của mình đó có những cái phân đoạn, cái chỗ nào mà mình có thể áp dụng được cái phân đoạn kinh thánh này. Rồi đến cuối tuần đó, những ngày cuối tuần thì bắt đầu mới ngồi viết lại thành một cái manuscript, tức là một cái bài giảng. Thường bài giảng của tôi là tôi viết ra hết, chứ tôi không có để chỉ soạn ý không. Mình có những ý chính nhưng mà mình có những ý nhỏ trong đó. Thì đó là một cách để mà mình soạn cái giáo án của chúng ta trong vấn đề dạy truyền chủ nhật. Bây giờ nói đến cái thứ hai, cái phương pháp sư phạm của mình. Chúng ta đang áp dụng cái phương pháp sư phạm như thế nào? Phương pháp sư phạm là nói đến cái cách chúng ta dạy, nói đến cái cách mà các học viên học. Thì cái phương pháp của mình là mình hiện tại bây giờ mình đang áp dụng phương pháp làm sao với mọi chị em? Tại bây giờ thì chúng ta theo các bạn cho em nghĩ chúng ta đang áp dụng cái phương pháp sư phạm nào? Đây là ba cái phương pháp sư phạm phổ biến trong một cái lớp học. Cái thứ nhất là cái mô hình người thầy đứng ở giữa, lại giống như tôi bây giờ các bạn cho em ngồi hình vuông giống như cái lớp như thế này. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là cái người hướng dẫn đứng ở giữa cái vòng tròn và các học viên thì xung quanh. Và cách thứ ba đó là người hướng dẫn sẽ ngồi ở trong cái vòng tròn để mà hướng dẫn các sinh viên. Thì phương pháp sư phạm nó không phải chỉ nói về cái hình thức chúng ta sắp xếp cái lớp học của mình như thế nào, nhưng mà nó cũng nói đến cái cách mà chúng ta truyền đạt cái thông tin hay là cái nội dung bài học. Ví dụ trong cái cách truyền thống là giáo viên, học viên ngồi tách biệt, giáo viên đứng trên bảng, học viên ngồi phía dưới, thì cái cách truyền đạt thông tin nó sẽ khác và nó đòi hỏi những cái phương tiện như là ví dụ phải có bảng viết, phải có những cái thị cụ này kia. Rồi tất cả thị cụ hoặc là nội dung bài học đó là nó nằm ở cái phần này thuộc về giáo viên. Rồi tất cả những cái mà lãnh hội đó là nó thuộc về sinh viên nằm phía dưới. Chúng ta thấy giống như là nó có cái sự ngăn cách rất là rõ ràng đó. Cái cách thứ hai đó là cái người thầy đứng ở giữa và các sinh viên xoay vòng xung quanh. Cái cách sắp xếp như trong cái mô hình sư phạm thứ hai này đó thì khi mà người thầy nói quay mặt qua bên này thì cái người bên kia sẽ nhìn thấy cái lưng. Thành ra khi mà quay qua đây thì người này nó sẽ thấy cái lưng, tức là người ta sẽ có một trong cái vòng tròn này sẽ có một số người lúc nào cũng thấy cái lưng của ông thầy, còn lúc nào thì cũng thấy cái lưng của một số người, lúc nào cũng thấy cái mặt của người thầy. Ở trong cái mô hình này thì cái người thầy là cái người sẽ ngồi ngang hàng với các sinh viên. Tôi vẽ cái gạch lớn hơn chút xíu để mô tả cái người thầy ở đây đó, là vì cái người thầy mặc dù ngồi trong vòng tròn nhưng mà cái vai trò của người thầy là cái vai trò quan trọng hơn, và tất cả các cái học sinh sẽ hướng về người thầy như thế này. Và khi người thầy đứng giữa đó thì mọi người sẽ đổi vòng vô. Ở đây thì tất cả mọi người hướng về đây. Thì các anh chị em thấy hiện bây giờ chúng ta đang áp dụng cái mô hình sư phạm nào? Cái thứ ba. Dạ. Dạ, thường ba thanh tráng bây giờ đó là theo cách thứ ba. Cách thứ ba. Tức là ngồi dạ. chung với nhau. Okay. Nhưng mà thường ba thanh tráng là lúc trước giờ nói chung là chưa có hẳn giáo viên trường chủ nhật, mà là các anh chị luân phiên với nhau theo cái danh sách, giống như là mình sắp xếp rồi người nào thuận tiện cái tháng nào tuần nào á thì mình lên chương lịch. Thì tới cái ngày đó người đó hướng dẫn. Thì nói chung phương pháp sư phạm thì không có hẳn một cái phương pháp sư phạm, mà thường có cái cuốn sách của Lifeway đó. Yeah. Thì mỗi anh chị sẽ đọc trước,
rồi coi nội dung bài học đó là gì. Và phía sau người ta có những cái câu hỏi hướng dẫn đó. Thì thường vô học đó là mình nhắc lại bài học cũ một chút, rồi bắt đầu mình nói tới cái câu gốc, rồi mình đi vô cái từng phần của bài học. Tức là mình có ôn bài cũ. Dạ, ôn bài cũ một chút, rồi đi từng phần. Rồi thường á, từng phần gì thì nói gọn thôi, rồi sau đó là về cái giống như là áp dụng vào đời sống hàng ngày của mỗi người chia sẻ. Dạ, cảm ơn chị. Rồi ước mà Giang thấy có cái gì khác nữa không? Có cái mình có áp dụng cái mô hình nào khác nữa không? Cái này là anh Tráng thì vậy rồi, còn Cao Niên thì sao? Dạ Cao Niên hình đầu đâu thật. Cao Niên là cái này phải không? Còn cái kia đó là thiếu nhi. Này là thiếu nhi phải không? Dạ, dạ, đó thiếu nhi. Ok. Thì mỗi một cái phương pháp sư phạm đó nó có một cái lợi điểm và một cái khuyết điểm khác nhau. Cái nào cũng vậy, có cái điểm mạnh, điểm yếu riêng. Khi mà chúng ta dạy mà mình chủ yếu mình truyền đạt thông tin đó, thì cái mô hình mà giáo viên và học viên ngồi như thế này nó rất là hữu hiệu. Cái mô hình này đó là nó sẽ tạo cái mối liên hệ trực tiếp giữa cái người dạy với cái người mà cái người đó đang hướng mặt về. Ví dụ bây giờ người thầy đang hướng mặt về cái anh này, thì nó sẽ tạo một cái connection, một cái mối liên kết rất là trực tiếp giữa người dạy với cái người học đang ngồi vị trí đó. Còn cái mô hình này đó thì nó tạo cái cảm giác về cái sự bình đẳng, equality. Tức là cái người thầy không phải là cái người mà ở cái chỗ cao chới với mà học trò với ông tới. Ông là cái người ngang hàng với mình, ông ngồi chung với vòng tròn với mình. Ông cảm thông được mình, ông hiểu được những cái suy nghĩ của mình. Và đây cũng là cách mà Chúa Giê-xu thường áp dụng các môn đồ. Đó là cách sư phạm của Chúa Giê-xu. Ngài không phải là trung tâm của các môn đồ, Ngài là một thành viên trong cái vòng tròn các môn đồ. Đó là cách mà Chúa Giê-xu lựa chọn để dạy dỗ các môn đồ. Dĩ nhiên thì mỗi một cái phương pháp này, cái phương pháp mà Chúa Giê-xu lựa chọn nó phù hợp với cái mục đích trang bị, huấn luyện, dạy dỗ của Chúa Giê-xu, cho nên Ngài chọn phương pháp đó. Còn chúng ta đi vào trường chúng ta học thì cái mô hình sư phạm giáo viên và sinh viên đó, học viên đó, nó rất là rõ ràng, bởi vì cái mục đích ở trường học là truyền đạt thông tin. Còn cái này đó, vậy tại sao chúng ta hay sử dụng cái mô hình này cho các em nhỏ? Là bởi vì nó khiến các em phải chú ý. Tại vì các em không có thể nào, cái khả năng chú ý của các em nó rất là giới hạn, nó cái khoảng thời gian chú ý nó ngắn lắm. Thành ra phải có một người ở chính giữa để tất cả các em dồn sự chú ý vào trong những người đó. Thì mỗi một cái phương pháp sư phạm như vậy đó, nó có một cái điểm mạnh và điểm yếu riêng. Cho nên đó, khi mà chúng ta dạy chùa Chủ Nhật, mình nói về phương pháp sư phạm thì mình không nhất thiết là phải đi theo, không nhất thiết phải strictly theo cái mô hình này hay là mô hình này hay là mô hình này. Nhưng mà mình có thể đan xen và kết hợp những cái điểm tích cực, những cái điểm tốt của các phương pháp sư phạm. Mình kết hợp nó lại để mình tạo nên một cái bầu không khí dạy và học hiệu quả. Bởi vì cái quan trọng nhất trong cái mục đích dạy của chúng ta không phải là để truyền đạt thông tin. Truyền đạt thông tin thì cái chuyện đó nó chỉ là cái bước sơ đẳng và cái bước thấp nhất trong vấn đề giáo dục. Thành ra đó, nói điều này để chúng ta nhìn thấy được cái thực trạng chúng ta hiện tại như thế nào và mình sẽ suy nghĩ xây dựng một cái mô hình sư phạm mà chúng ta thấy nó hữu hiệu. Hồi nãy cảm ơn chị Hồng có chia sẻ là mình hồi xưa giờ mình giống như là không có một cái mô hình nào rõ ràng. Thì thực ra đó, không có mô hình rõ ràng cũng là một cái mô hình. Có điều mình không có đặt tên nó như vậy thôi. Thành ra bây giờ khi mà chúng ta có cơ hội để mình ngồi lại đó, để mình ngồi lại để mình xác định rõ những cái mô hình mà hướng dẫn chuyển nghiệp như thế này đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn rõ hơn là mình đang làm cái gì, mục đích của mình là cái gì. Thì tài liệu này nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều trong vấn đề đó. Cái thứ ba là bây giờ cái đáp ứng của học viên. Thì hiện tại bây giờ chúng ta thấy các học viên đáp ứng như thế nào. Thường im lặng. Dạ, im lặng không ạ? Học viên im lặng mà lắng nghe. Phải không? Dạ. Nói không dứt.
Cái đó là thầy Tráng. Nói không dứt nha. Cái đó là ban thanh tráng. Ban khác khác. Nó tùy thuộc vào cái phương pháp hồi nãy mục sư vừa mới đưa lên nữa. Tại vì cái phương pháp, nếu mà áp dụng cái phương pháp đầu tiên á của ban cao niên á, thì hầu như là ở dưới học viên đều im lặng hết. Im lặng nghe. Để lắng nghe. Còn theo cái mà nói không dứt hoặc là nói nhiều á, thì nó tùy thuộc vào cái người giáo viên hướng dẫn, người ta đưa ra cái câu hỏi. Những câu hỏi có thể là nó đụng chạm đến cái sự mà muốn chia sẻ thì người ta sẽ chia sẻ nhiều. Những câu hỏi mà nó lại gây ra cái sự giống như kiểu mà hiểu không có đúng á, thì có thể người này tranh luận người kia thì sẽ nói nhiều. Thì nó tùy thuộc. Rồi sao nữa rồi nhỉ? Có đáp ứng nào khác nữa không? How about cái đáp ứng của các học viên sau khi họ ra khỏi lớp? Tức là đó, họ về nhà họ có áp dụng cái bài học hay không? Cái phần mà đáp ứng mà theo tại chỗ thì mình vừa mới nói xong. Còn đáp ứng mà trước khi học và sau khi học đó thì em thấy hầu như nó rất là thấp. Thấp hơn rồi. Lý do tại sao vậy? Là bởi vì cái sự mà mình tại vì khi mà mình không có được, có cái thực tế là khi mình không được chia hướng dẫn á, chia nhiệm vụ hướng dẫn thì mình lại không chịu đọc và không chịu nghiên cứu. Ok. Rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái mà gọi là không áp dụng sau khi về, thì cái đó là cái đời sống tâm linh riêng của từng người, không dám nói. Nhưng mà em thấy là có thể là những cái đợt kế tiếp như tuần tới nữa mà khi hỏi là bọn cũng không ai nhớ gì hết. Tức là giờ tôi dạy thì tôi dạy, còn chuyện mà các anh về nhà, các anh các chị có làm theo hay không là chuyện các anh các chị. Trách nhiệm của tôi tới đây, tôi là người hướng dẫn trường chủ nhật. Tôi dạy xong bài học, tôi cũng phải vật lộn vật giả suốt trong tuần lễ để tôi chuẩn bị cái bài học này. Tôi chọn dọn cho các anh chị em một cái món ăn ngon dở thì chuyện nó khoan các bạn. Mà ít nữa là tôi cũng chịu khó tôi nấu ăn cho một món. Bây giờ quý vị ăn xong rồi tiêu hóa hay không, là hay là về nhà có bội thực hay không, đó là chuyện của quý vị mà chuyện của tôi. Trên thực tế đó, cái áp dụng luôn luôn là cái nan đề trong tất cả mọi cái mô hình sư phạm, cũng như là trong tất cả những cái lĩnh vực liên hệ đến giáo dục. Mục sư, những trường hợp áp dụng tôi thấy trong vấn đề giống như là thờ phượng cũng vậy. Thí dụ như mục sư giảng hay là những mục sư khác giảng cũng vậy, cái vấn đề tín đồ có làm theo hay không cũng là một cái vấn đề. Đúng rồi. Nhưng mà đó, trên một phương diện đó, chị Thu Anh và các anh chị em, người ta làm theo hay không đó, nó tùy thuộc phần lớn vào việc chúng ta dạy như thế nào. Và cái đó là cái vai trò rất là quan trọng của cái người hướng dẫn trường chủ nhật. Chúng ta có thể nói rằng là tôi dạy bài học trường chủ nhật rồi, tôi xong rồi, trách nhiệm của tôi rồi. Còn anh chị áp dụng hay không đó là chuyện của anh chị. Rồi trên phương diện giảng cũng vậy, tôi chọn một bài giảng trong tuần, xong tới chủ nhật tôi lên tôi giảng xong rồi, quý anh bà quý ông bà chị em có làm hay không đó là trách nhiệm của quý ông bà chị em. Một phần nó đúng, nhưng mà một phần khác, cái trách nhiệm áp dụng bài học nó rơi trên vai của cái người hướng dẫn, cái người dạy. Nếu mà mình dạy làm sao mà người ta cảm thấy không áp dụng được, hoặc là không muốn áp dụng cái bài học mặc dù cái điều mình dạy là đúng, thì đó là vấn đề ở chỗ mình. Mình cần được sự trang bị, cần được sự nâng đỡ, khích lệ để mình có thể trình bày cùng một cái sứ điệp mà nó đi sâu thẳm vào trong tấm lòng của người học. Thành ra đó là cái điều quan trọng mà chúng ta trong những tuần lễ tới thì chúng ta sẽ cái mục đích của chúng ta là sẽ nhắm vào cái việc làm sao để cho mỗi chúng ta là những người dạy trường chủ nhật đó, mình có thể học được một cái phương pháp, cái cách nào đó để khi mà chúng ta soạn hoặc là chúng ta dạy trường chủ nhật thì nó tác động đến đời sống của các học viên. Và hiện tại đến cái phần hai La Mã, chúng ta đang dạy cái gì? Thì quý ông bà anh chị em có lẽ chúng ta cũng có thể trả lời cách rất là nhanh gọn, mình đang dạy Kinh Thánh. Mình đang dạy bài học trường chủ nhật, cụ thể hơn là bài học trường chủ nhật của Lifeway. Rồi các nguồn tham khảo mà chúng ta hiện có hiện nay là cái gì? Thì thường là mình chỉ có Kinh Thánh, một vài cái tài liệu giải kinh. Chúng ta biết rằng trong cái nguồn tham khảo ở trong tiếng Việt của chúng ta thì nó cũng giới hạn, rất là giới hạn. Cho nên đó, hiện tại bây giờ thì có một cái phần mềm
các anh em ở tại Việt Nam đã làm đó. Nếu mà tôi nhớ không lầm là trong website vietbible100.com. www.vietbible100.com. Thì cho chúng ta download cái phần mềm Việt Bible về miễn phí. Và trong này có rất là nhiều những tài liệu tham khảo, sách để mà hướng dẫn trường Chủ Nhật, học Kinh Thánh, hoặc là những cái sách dưỡng linh bội linh rất là nhiều. Đây là một cái nguồn mà tôi thường sử dụng để soạn bài giảng hoặc là soạn những cái bài giải. Có những cái tài liệu chúng ta có thể tham khảo cái cách soạn bài học trường Chủ Nhật như thế nào, hoặc là những cái bài đọc liên quan. Nhưng mà bây giờ đây không, nhìn không đủ. Cái nguồn thứ hai mà cho sử dụng đó là Internet. Thì Internet đó là cái kho vàng, mà chỉ khi nào chúng ta biết đào đúng chỗ thì mình mới tìm được vàng thôi. Còn đào bậy chỗ là nó ra rác không à. Cho nên cái quan trọng cái trong vấn đề sử dụng Internet đó là mình phải tìm cho được cái từ khóa, cái keyword nó chính xác, thì tất cả những gì mà mình tìm nó sẽ hiện ra chính xác cho mình. Thì đây là cái mà có lẽ một dịp khác chúng ta có thể ngồi lại để mình học với nhau làm sao how to use Google, cách sử dụng Google như thế nào, hoặc là sử dụng Bing để mà search những cái thông tin trên Internet. Bởi vì nó có những cái cách, những cái mánh khóa để mình có thể sử dụng, hoặc mình tìm được cái điều mà mình muốn. Hiện nay thì Internet trên Google thì người ta có thể search được tiếng Việt, tiếng Anh, hoặc như tất cả các tiếng khác trên thế giới. Cho nên không có cái vấn đề ngôn ngữ nó không phải là trở ngại. Cái trở ngại đó là nhiều khi mình không biết đúng cái từ mình cần tìm. Ví dụ bây giờ dạy một cái bài học về cái cơn lũ lụt Đại Hồng Thủy thì chẳng hạn, mình không biết cái từ Đại Hồng Thủy trong tiếng Anh nó là cái gì, hoặc là những cái điều mà mình cần tìm liên hệ đến cái cơn Đại Hồng Thủy là cái gì đó, thì mình sẽ search mà nó không có ra, hoặc là nó ra mà nó tùm lum lắm. Rồi ngoài cái vấn đề là cái keyword xong đó, mình còn phải biết cách là trong cái đống thông tin mà Google nó gửi ra cho mình, nó list ra cho mình đó, làm sao mình đọc đúng cái nguồn nào nó giá trị, đáng tin cậy. Thì cái đó là phải hẹn với các bạn chị em một cái việc khác, tại vì mỗi cái chuyện mà Internet không là cả tiếng hai tiếng hồn nói không hết nữa, tại vì nó mênh mông lắm. Cái phần thứ ba chúng ta đi qua nhanh đây chút xíu. Mục đích giảng dạy của chúng ta là gì, thưa các bạn chị em? Cái mục đích mình giảng dạy là gì? Giống nãy một sư nói là biến hóa. Hiện tại nè, bây giờ cái mục đích hiện tại của chúng ta này, chứ mình chưa nói đến chuyện tương lai. Mục đích hiện tại có lẽ là cho họ biết Kinh Thánh thôi. Biết Kinh Thánh nhiều hơn, biết Kinh Thánh nhiều hơn. Cho biết Kinh Thánh, quan trọng lắm á, chữ biết nó quan trọng lắm á. Biết không có đồng nghĩa với làm. Rồi có mục đích nào khác không? Có phải là tôi dạy cho xong cái trách nhiệm của tôi không? Hay là tôi dạy cho xong cái bài học của tôi không? Đôi khi đó các bạn chị em, cái này tôi cũng nói thật từ tâm tình rất là thật, từ một cái người một sư đứng trên tòa giảng nhiều năm. Có những lúc tôi bước lên tòa giảng, tôi giảng là để giảng cho xong cái bài giảng thôi, chứ không phải là tôi muốn giảng cái bài giảng đó. Thật sự như vậy đó. Bởi vì trong đời sống thuộc linh mình theo Chúa đâu phải lúc nào mình cũng ở trên mây đâu, có những lúc mình bò xuống dưới đất, có những lúc mình ngã nằm bẹp ở dưới dũng trình á. Những lúc đó đứng lên tòa giảng như thế nào? Cái tâm trạng của mình, cái cảm xúc của mình nó bị chi phối bởi cái chuyện nó xảy ra trong tuần. Và những cái điều đó nó rất là thật. Thì nếu một người mục sư mà trải qua những điều đó thì tất cả những cái giáo viên trường Chủ Nhật đều cũng sẽ trải qua những điều đó. Sẽ có những lúc chúng ta dạy vì cớ chúng ta phải dạy hơn là vì nó cũng có mặt khác. Get it over with, nó như vậy. Mục sư, nếu mà như vậy thì cái vấn đề mà mình công việc của Hội Thánh đó, nó khác cái công việc ở sở hoặc là những công việc ở ngoài. Tất cả những cái ban ngành hoặc là đứng giảng dạy hoặc là trường Chủ Nhật nó liên quan tới đời sống thuộc linh. Thì như vậy nếu mà áp dụng cho trường Chủ Nhật và là giảng dạy thì nó cũng áp dụng cho những cái ban khác như là ban thờ phượng hay là những cái ban đúng, ngành khác. Đúng không sư? Đúng rồi. Em xin phép hỏi. Dạ. Tức là đối với lại em thì ở trong cái bài mục đích giảng dạy của em, mặc dù em không phải là giáo viên, em cũng chưa qua trường huấn luyện nào. Yeah. Nhưng mà em thấy cái mục đích giảng dạy của chúng ta, và đối với em hay áp dụng từ lâu nay là trước hết
là mình làm sao mình truyền đạt cái bài giảng đó, hoặc là mình cũng mong muốn anh chị em cùng nhau chia sẻ để mình thấy được Chúa ở đâu trong đoạn kinh thánh đó, và Chúa như thế nào, Chúa làm gì trong đoạn kinh thánh đó, là cái thứ nhất, cái đầu tiên đấy nè. Rồi từ đó mình bắt đầu mình mới chia sẻ những nhân vật ở trong đó như thế nào, rồi lúc đó mình bắt đầu mình áp dụng. Chứ còn nếu mình không thấy Chúa ở trong đó thì mình không thể áp dụng được. Mà mình cứ hay mình chia sẻ cái ông này ông bị vậy, bà kia bà như nọ, rồi bắt đầu mình áp dụng đừng làm giống vậy nữa, thì cái đó không phải là mình học kinh thánh, mà cái đó mình chia sẻ một câu chuyện của người đời. Thành ra đối với em á, thì mình cố gắng, mình cầu nguyện, mình tìm kiếm Chúa ở đâu trong đoạn kinh thánh đó, Chúa dạy mình cái gì, và Chúa thể hiện cái phẩm chất của Chúa như thế nào, Chúa có bao nhiêu đức tính phẩm chất, và trong cái đoạn kinh thánh đó Chúa thể hiện cái phẩm chất gì ở trong đó. Tại vì khi mà mình học thì Chúa ở ngồi cùng với mình, Chúa ở cùng với mình, mà mình không nói về Chúa thì họ đang mình nói về ai đây, thì Chúa mới đẹp lòng và Chúa mới cho mình cái sự khôn sáng để mà mình tiếp tục mình học cái đoạn kinh thánh đó trong cái sự mà của Chúa. Cảm ơn cái chia sẻ của anh Phọng. Điều anh Phọng nói làm tôi nhớ đến một trong những điều mà chúng ta đi sau giáo hội Công giáo rất là nhiều, đó là chúng ta thất bại trong việc mang đạo vào đời. Ở cái góc độ, tôi nói trong một góc độ thôi nha, chứ không phải trong tất cả mọi lĩnh vực, là mang lời của Chúa vào trong đời sống thực tế của người tín hữu. Cái đó người tin lành làm không có tốt bằng người Công giáo. Hiện tại bây giờ chưa tốt bằng người Công giáo. Người Công giáo họ sử dụng tất cả những cái phương tiện có thể được trong văn hóa, trong truyền thống, trong cái con người, cái identity của người Việt Nam mình. Và họ đem những điều đó vào trong Kinh Thánh. Không phải là đem theo cái kiểu như là họ giải nghĩa sai Kinh Thánh, nhưng mà họ hiểu Kinh Thánh như thế nào. Họ sử dụng những cái câu chuyện mà trong cái văn hóa đó nó đã có rồi, để họ chuyển tải cái sứ điệp Kinh Thánh. Mà cái người nghe, cái người chưa biết Kinh Thánh đó, họ nghe cái là hiểu liền. Tôi lấy ví dụ tại sao chúng ta có cái câu ngạn ngữ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Và khi mình nói cái ý đó ra đó, là cái người chưa bao giờ nghe Kinh Thánh, họ nghe cái là hiểu liền. Mà cái điều đó Kinh Thánh có nói không? Có. Thành ra đó, cái sự bắt cầu giữa văn hóa, giữa những cái người ta biết với những cái điều mà Kinh Thánh nói rất là quan trọng. Một phương diện mình cần phải dạy cho người tín hữu biết rằng Đức Chúa Trời ở đâu, Ngài hiện diện như thế nào trong cái bài học, trong cái chỗ mà chúng ta đang học. Nhưng mà trên phương diện khác, và để có thể thực hiện cái mục đích là transformation đó, cái sự biến đổi đó, mình phải làm cái cầu nối giữa thần học, giữa sự hiểu biết về Kinh Thánh và lời Chúa với thực tế cuộc sống. Bởi vì hai cái điều này đó, nếu mà cái người giáo viên không có bridge the gap, không có nói được cái nhịp cầu này đó, thì cái người học viên họ sẽ không hiểu được tôi học cái bài học này để làm cái gì. Mặc dù tôi có thể thấy được chương trình của Chúa đó, cái ý của Chúa, cái cách, cái điều Chúa muốn dạy đó, nhưng mà giờ tôi ứng dụng như thế nào vào trong cuộc đời của tôi. Thì đó là cái trăn trở mà hầu như tất cả những người giáo viên nào hay là mục sư nào cũng đều phải suy nghĩ đến trong lúc mà mình soạn bài bài học từ Chủ nhật hoặc là bài giảng, là một cái bài chia sẻ nào. Cho nên đó, tôi cảm ơn anh Vọng chia sẻ điều đó. Đó là một trong những cái ý rất là hay mà chúng ta cần lưu ý trong vai trò của cái người hướng dẫn. Mình không phải chỉ nói những cái chuyện lông bông lung bung trong xã hội không, nhưng mà nếu mình chỉ nói Kinh Thánh không cũng không được. Là vì sao? Là bởi vì đó, người tín hữu, người nghe đó, không phải ai cũng có đủ khả năng để có thể tự make cái connection với cuộc sống thực tế của họ. Đó là lý do tại sao mà khi mà mình hướng dẫn lời của Chúa đó, mình cần có những cái ví dụ cụ thể. Ví dụ một ngày nào đó tôi giảng bài giảng mà từ sáng, từ đầu tới cuối tôi không có một cái ví dụ nào cả, thì quý vị nghe cái bài giảng, quý vị sẽ cảm thấy rất là ngột ngạt. Ngột ngạt thì giống như cái nhà nó không có cửa sổ vậy đó. Thì cũng vậy, dạy của chúng ta cũng vậy, cần có những cái ví dụ minh họa để cho nó rõ ràng, giúp cho các học viên hiểu được lời Chúa cần được áp dụng như thế nào. Ok, bây giờ chúng ta qua cái chương thứ nhất của cái tài liệu đi. Trọng tâm của vấn đề dạy chúng ta đó là để biến đổi, chứ không phải là thông tin, cũng như không phải là giải thích. The focus is on transformation, it's not about information or explanation. Cái câu đầu tiên đó, Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta làm trọn đại mạng lệnh bằng cách dạy tất cả những người khác giữ mọi điều Ngài đã truyền cho chúng ta.
Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 câu 20 chúng ta rất là quen thuộc với câu kinh thánh này rồi. Thì một trong những cái thực tế khi chúng ta đối diện với cái vai trò là một người dạy đó, chúng ta sẽ thấy rằng có những lúc Đức Chúa Trời dùng chúng ta một cách rất là đặc biệt để động chạm đến cuộc đời của một người nào đó. Và thông thường nó đứng ở trong cương vị một người hướng dẫn triệu chủ nhật hay là một người giống như tôi, một người quản nhiệm hội thánh đó, thì cái tầm ảnh hưởng của mình trên đời sống người khác là nó có và nó nhiều lắm. Dù chúng ta không muốn có cái ảnh hưởng đó đi chăng nữa thì cái ảnh hưởng đó nó vẫn có. Hình ra một khi mà chúng ta đã được Chúa kêu gọi cũng như được Chúa cảm động để mình trở thành một cái người dạy lời của Chúa, dù là trong một cái lớp học trường chiến dịch hay là trong bất cứ một cái bối cảnh nào, thì Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta để ảnh hưởng trên đời sống của người khác. Và khi mình ý thức được cái điều đó đó, mình mới thấy rằng là đời sống của mỗi chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị thận trọng trong lời nói, trong việc làm, trong tất cả mọi chuyện. Chứ không phải chỉ đơn giản là chủ nhật rồi tôi phân công để tôi dạy trường nhật thì tôi lên tôi soạn bài giảng, tôi soạn bài dạy trường nhật xong tôi dạy xong rồi thôi, cuộc đời tôi tới đó coi như là xong, trách nhiệm tôi coi như là xong. Không phải vậy, trách nhiệm của mỗi một người dạy là cái trách nhiệm cả cuộc đời của người đó, chứ không phải chỉ một cái khoảnh khắc mà cái người đó đứng trên cái bục giảng đâu. Cho nên khi hiểu được nguyên tắc đó thì chúng ta sẽ thấy là có những lúc Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta để đụng chạm đến cuộc đời người khác, và cũng có những lúc chúng ta thấy dường như cái điều mà mình dạy, mình nói nó chả có xi nhê gì hết trơn, nó không thấm vô đâu hết trơn á. Tôi nói khản cổ cả tiếng đồng hồ mà cuối cùng rồi ông đó bà đó nghe đã xong rồi đi ra làm ngược lại trơn. Nhiều khi chúng ta cảm thấy rất là buồn, buồn vì cớ mình dành cả tâm huyết của mình để mình soạn một cái bài học, giống như là mình nấu một cái món ăn ngon để mình thết đãi những cái người học viên, mà cuối cùng họ ăn xong cái họ vừa bước ra khỏi cửa phun cái phèo, họ còn chơi lên chơi xuống nữa. Đôi khi đó, nếu mà chúng ta không nhờ ơn của Chúa thì chúng ta sẽ khó có thể nào mà làm trọn cái trách nhiệm cũng như cái sự kêu gọi của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, trong vai trò của một người dạy lời của Chúa. Các anh chị em, những người dự phần trong công tác dạy trường chủ nhật đó, là các anh chị em đang là những người dạy lời của Đức Chúa Trời đó. Chứ không phải là cái trách nhiệm đơn giản đâu các anh chị em. Không phải chỉ là mình đọc một cái bài học người ta soạn sẵn xong rồi mình đứng ra mình nói y lại vậy, không phải vậy đâu. Mà nó là cả cuộc đời của mình, nó là cả cái lối sống của mình. Cho nên cái trách nhiệm rất là quan trọng, cái vai trò rất là lớn lao mà Chúa giao cho chúng ta. Và ở trong trở lại Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 câu 20 đó, đây sẽ là cái câu kinh thánh nền tảng và cũng là cái mô hình dạy mà tác giả ông Bradley Simon đó, ông gọi là cái mô hình dạy học Ma-thi-ơ 28 và 20. Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta làm trọn đại mạng lệnh bằng cách dạy tất cả những người khác giữ mọi điều Ngài đã truyền cho chúng ta. Một lá mã mục tiêu của phương pháp dạy Ma-thi-ơ 28 câu 20 là gì? Hồi nãy thì chúng ta có bàn sơ chút xíu cái mục đích hay là cái mục tiêu của chúng ta khi chúng ta dạy trường chủ nhật ở trong lớp. Thì đối với một giáo viên bình thường thì dạy có nghĩa là giải thích. Cái khoảng trống G và T đó nó có nghĩa là giải thích, dạy có nghĩa là giải thích. Phải không các bạn chị em? Bây giờ tôi hiểu phần đoạn thánh này vậy nè, tôi hiểu cái bài học này vậy nè. Bây giờ tôi giải thích lại cái hiểu của tôi cho các bạn chị em. Phải không ạ? Giải thích ở đây nó có hàm ý một cái điều này nữa. Tôi hiểu như thế nào, tôi giải thích như thế ấy. Giải thích có khả năng là tôi giải thích sai nữa chứ không phải là tôi hiểu đúng đâu. Bởi vì tôi nhiều khi tôi cũng hiểu sai mà. Thì tôi hiểu sai thì tôi sẽ giải thích sai. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, chuyện nó gọi là occupational hazard, nó giống như là cái nguy hiểm trong nghề nghiệp. Bất cứ ai đứng trong cái cương vị giảng dạy cũng đều gặp cái occupational hazard đó, là mình hiểu sai và mình đem cái sai của mình như là đúng rồi vậy đó, mình nói lại với người ta rồi người ta nghe cũng giống như người ta nghe cái sai của mình. Bởi vì mình đứng ở trong cái cương vị người dạy, người ta nghe cái sai của mình, người ta tưởng cái sai đó là cái đúng.
hỏi về phải làm y chang cái điều mình dạy, đúng không? Anh chị em kinh nghiệm được đó rồi, phải không? Đó là một cái điều rất là thực tế thôi. Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải chờ đợi cho tới lúc mà mình phải hoàn hảo, mình phải trọn vẹn, mình mới có thể đứng vào trong cương vị giảng dạy. Không phải vậy. Nơi nào có tội lỗi, nơi đó có ân điển. Nơi nào tội lỗi gia thêm thì ân điển càng gia thêm. Nói điều đó để được, chúng ta được khích lệ rằng dù mình yếu đuối, dù mình bất toàn, dù mình có những cái sai, dù nhiều khi mình hiểu, mình giải thích kinh thánh trật lắc á, nhưng mà trong cái trật lắc đó, Chúa vẫn thương xót và Chúa vẫn có thể sử dụng để biến nó trở nên ích lợi cho công việc nhà của Chúa. Và đây là cái điều màu nhiệm mà Chúa làm. Chứ nhiều khi có những lúc tôi ngồi suy nghĩ lại, không hiểu là tôi giảng sai như vậy nó tác động như thế nào đến hội thánh của Chúa. Tại vì tôi biết có những điều tôi giảng cũng sai chứ không phải đúng đâu. À, mình về mình nghe lại cái bài giảng của mình thế. Ủa biết sao mà nãy mình nói gì kỳ công vậy? Thành ra nó cái thực tế là rất là nhiều lần trong cuộc sống chúng ta, mình vạ miệng nè, mình nói nhanh hơn là mình kịp suy nghĩ nè, rồi mình không biết cái lời nào mình nói, nhiều khi mình nghĩ cái ý này nhưng mà mình nói ra cái ý kia, cái lời mình nó tuôn ra là cái lời khác. À, nhưng mà trong tất cả mọi chuyện đó, nói như vậy không phải là để biện hộ cho cái chuyện tôi không cần phải chuẩn bị. Nói như vậy để thấy rằng là ân điển của Đức Chúa Trời phủ bao cuộc đời của chúng ta. Và đối với một người giáo viên bình thường thì dạy có nghĩa là giải thích, tức là làm cho người khác hiểu cái tài liệu giống như cách mà mình hiểu. Giải thích là như vậy. Nhưng mà đối với Chúa Giê-xu thì dạy có nghĩa là biến đổi đời sống. BDDS là biến đổi đời sống. Cái mục đích của Chúa Giê-xu dạy không phải là Ngài truyền đạt thông tin. Ngài dạy là để biến đổi cuộc đời của những người nghe, những người học, những người làm theo Ngài, chứ không phải là những người, không phải là Ngài dạy để cho họ biết chơi rồi thôi. À, một trong những cái sai lầm của nhiều chủng viện trên nước Mỹ chúng ta ngày nay đó là họ dạy vì cớ nó là cái sự cung cấp kiến thức hơn là để biến đổi đời sống. Thành ra có nhiều người sau khi tốt nghiệp thần học ra xong rồi là nói nôm na là mất đức tin đó. Nó vui là như vậy, nhưng mà thực sự khi mà đã tiếp cận với một cái lượng kiến thức quá lớn mà không có được sàng lọc, hoặc là không có một cái nền tảng thuộc linh vững vàng đó, thì cái người mà thu nhận cái khối kiến thức đó nó sẽ bung luôn, cái người đó mất luôn cả cái đức tin, và những khi họ nghi ngờ luôn cả sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Tôi hôm rồi tôi về gặp người cô thứ sáu nói chuyện ở bên Đức, thì tôi mới biết rằng là cái trường ở tại Đức đó là mỗi một trường như vậy họ có cái bộ môn gọi là cái bộ môn giáo lý. Tùy cái đạo của anh Thiên Chúa giáo thì đi học giáo lý Thiên Chúa, anh Tin Lành thì học giáo lý Tin Lành, anh là giáo lý thì anh đi học giáo lý giáo lý. Thì cái lớp giáo lý đó, nó đưa vào trong cái chương trình học luôn, nó là một trong những bộ môn bắt buộc. Nhưng mà Daniel, em cousin của tôi, thì nó nói rằng là cái ông thầy dạy giáo lý của nó đó, có những người đó là dạy như là một cái nghề chứ không phải vì cơ hội tin Chúa. Và bởi vì nó là một phần ở trong cái chương trình học, cho nên người ta chỉ cần được cái credential, cái chứng chỉ là đủ phẩm chất, đủ tư cách để dạy cái môn đó, chứ không có nghĩa là người ta tin vào cái điều họ dạy. Cái điều đó rất là nguy hiểm. Và cái sự dạy dỗ như vậy đó, nó không có đem lại cái mục đích cao cả hơn là biến đổi một cái đời sống của những người nghe. Và chúng ta thấy trong cuộc đời Chúa Giê-xu rồi, tất cả những gì Chúa dạy, những gì mà Chúa làm đều nhắm đến cái mục đích là biến đổi cuộc đời của những con người nghe, biến đổi cộng đồng mà Chúa đang sống. Như vậy Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 câu 20, chúng ta thấy cái phân đoạn Kinh Thánh này nhắm đến ai? Thứ nhất là nhắm đến các môn đồ của Chúa Giê-xu, thứ hai là nhắm đến các môn đồ Chúa Giê-xu và những người như là các mục sư, giáo sĩ, hay là thứ ba là nhắm đến tất cả các tín nhân bao gồm hết thảy chúng ta. Nếu mà chị em nghĩ là Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 câu 20 đó, tôi đọc ở đây. Đức Giê-xu phán rằng: tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con, và này ta luôn ở với con cho đến tận thế. Thì mấy câu này Chúa phán nhắm đến ai của mà chị em? Có phải các môn đồ Chúa Giê-xu không? Dạ. Không phải, phải không ạ? Không phải chỉ là các môn đồ không?
mà các môn đồ rồi những người có mặt ở đó, những mục sư, giáo sư và tất cả chúng ta. Đây là mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho tất cả những người tin Ngài, chứ không phải chỉ cho một thành phần nào đó. Cho nên cái trách nhiệm dạy họ giữ mọi điều đó là cái trách nhiệm của tất cả các tín nhân, những người tin Chúa, chứ không phải chỉ là những người giáo viên hay là những người mục sư mà thôi. Cho nên khi chúng ta hiểu được điều đó rồi đó, mình sẽ thấy rằng là mỗi một người đều có cái trách nhiệm và được cái sự kêu gọi của Chúa để dạy lời của Chúa ở trong cái môi trường, trong cái phạm vi mà Chúa cho mình. Người có khả năng ít thì dạy ít, người có khả năng nhiều hơn thì dạy nhiều hơn. Có những người á, nhiều khi họ đứng trước đám đông họ nói chuyện không được, nhưng mà họ đi làm chứng cá nhân thì nó lại rất là hiệu quả. Họ nói chuyện người này với người kia một cách cá nhân đó, làm chứng chia sẻ rồi dễ thu hút người khác đến với Chúa lắm. Nhưng mà ngược lại cũng có những người đứng trước đám đông nói chuyện thì rất là dễ, nhưng mà tới hồi mà đi vào cái chỗ riêng tư cá nhân họ nói chuyện không được. Nó vậy đó, nó là thực tế như vậy. Bây giờ trong cái câu số 2 nhỏ, chúng ta khoanh tròn những từ mà Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta làm trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 câu 20 nè. Bây giờ tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy cái điều đầu tiên mà trước khi chúng ta đi làm là hãy đi, phải không? Đi rồi khiến môn dân trở nên môn đồ ta, hay là nói cách khác là môn đồ hóa môn dân. Hãy đi và môn đồ hóa môn dân. Rồi gì nữa? Nhân danh ai? Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh. Và làm báp têm cho họ. Rồi dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Phải không? Đó là những điều mà Chúa đã biểu chúng ta làm. Giờ đến phần 2 La Mã, biến đổi đời sống là mục tiêu của phương pháp dạy. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 đó, diễn lại cái văn của cái câu Kinh Thánh đó là hãy đi và môn đồ hóa muôn dân. Ở đây Chúa Giêsu khi mà tác giả phân tích ra thì tôi mới thấy là Chúa Giêsu nói những lời này một cách rất là tinh tế. Chúa Giêsu không có phán là hãy bắt ép môn dân trở nên môn đồ ta. Chúa Giêsu không có nói là force people, force nation to become my disciples. Chúa Giêsu không nói như vậy. Nhưng mà mình nhiều khi mình có bắt ép không có hình mà chị em? Nhất là trong những cái buổi truyền giảng lớn đó, mình mời, mình tổ chức những chương trình truyền giảng xong cái mời thân hữu, cái bắt đầu có những người đứng bên cạnh đi, tới giờ kêu gọi tên Chúa, cái thúc nào, anh chị lên tên Chúa đi. Chứ được này được kia. cái phần đó mà mỗi mục sư chắc phải hướng dẫn chi tiết thêm. Tại vì những tín đồ ví dụ như là được mời tới thì thường thường là nói là thường thường những tín hữu tới thì họ rất là ngại, thân hữu tới rất là ngại. Mình nên giúp đỡ, mình nên khuyến khích thì mình được nghe như vậy. Nên cái nhiều khi có phải là vì nghe cái đó nên làm quá hay không? Yeah. Nên cái đó phải có cái chừng mực ở trong đó. Tại có nhiều người thật tới thì có muốn lắm nhưng mà không dám đi lên. Đúng rồi. Nên đó rồi cái người mà tín hữu thì được dạy dỗ là nên giúp đỡ. Nên cái phần giúp đỡ đó mình cũng phải biết là nó lượng là bao nhiêu. Tới mức độ nào? Yeah. Chứ lôi kéo thứ điều lôi kéo hoặc là dụ dỗ tên Chúa đi, tôi cho cái xe đạp Honda, chuyện ở Việt Nam xảy ra nhiều lắm. Tới hồi tin Chúa đã đâu, không thấy xe đạp, không thấy Honda đâu, quay qua họ chửi te tua tơi tả luôn, nhưng mà giỡn đâu. Thành ra đó, cái dụ dỗ hay là bắt ép là không phải là điều Chúa muốn rồi, phải không? Thì Chúa cũng không có phán là hãy dạy họ cách thức để trở nên môn đồ. Jesus didn't say teach them how to become disciples. Cái đó quan trọng lắm. Tại sao vậy? Đối với người Việt của chúng ta đó, thì một trong những cái nó ngăn trở sự phát triển người Việt của chúng ta nói chung đó là mình không có chịu chia sẻ hết bài. Mình dạy mình cũng dạy hết, truyền nghề cũng truyền, giữ lại cái bí quyết của mình, gọi là bí quyết gia truyền, truyền trong gia đình thôi chứ còn không có truyền ra người ngoài. Người Mỹ họ không có suy nghĩ như vậy. Anh đi học nghề với một người Mỹ, người ta sẽ dạy anh hết tất cả những gì họ biết. Bởi vì cái người Mỹ họ quan niệm đó, anh có biết hết tất cả những gì tôi biết cũng chưa chắc anh làm được tất cả những gì tôi đã làm. Thành ra đó, cái quan niệm của người Mỹ như vậy đó, nó khiến cho cái văn hóa, cái nền văn minh của họ nó phát triển vượt bậc so với người Việt Nam chúng ta, gọi là 4.000 năm văn hiến nhưng mà bây giờ vẫn tụt hậu, vẫn ngày một đi lùi chứ không có đi tới được.
Bởi vì cái quan niệm của chúng ta là mình biết được cái gì đó là mình giữ cho riêng mình, như là một cái gì đó nó quý lắm vậy đó. Thì nói đến cách thức ở đây, Chúa không có bảo chúng ta phải dạy những người khác cái cách thức để trở nên một người môn đồ. Bởi vì mỗi một con người là một cá thể khác nhau, và Chúa có thể tác động, Chúa có thể trò chuyện, Chúa có thể kêu gọi, thu hút người đó theo cách khác nhau mà mình không có hình dung được, phải không? Cho nên nếu mà mình dạy người ta cái cách thức để mà làm một cái người môn đồ của Đức Chúa Trời thì vô hình trung đó, chúng ta đang giống như là một cái máy mình đóng khung cái suy nghĩ của cái người tân tín hữu. Và cái điều mà đáng tiếc ở đây là nhiều khi cái khung của mình nó bị lỗi, mà mình cứ tưởng cái khung mình nó lành lắm, mình đóng cho thầu đóng cho một đống rồi mới phát hiện ra cái khung mình bị lỗi là cái sản phẩm của mình là nó hỏng cả cuộc đời của họ rồi, phải không? Nói thì vui như vậy, nhưng mà thực ra trong ân điển Chúa vẫn có cách để Chúa lật ngược tình thế, nhưng mà là không. Nhưng mà có những trường hợp thì họ mất luôn cả cuộc đời của họ vì cái khuôn bị lỗi. Cho nên Chúa không có dạy chúng ta làm điều đó. Chúa phán là hãy đi môn đồ hóa môn dân. Đi tức là mình phải ra khỏi cái chỗ mà mình đang đứng, ra khỏi cái chỗ mình đang ở, không cần biết nó là chỗ nào, nhưng mà hãy là đi đó, tức là mình sẽ rời khỏi cái chỗ đang đứng của mình, chỗ đang ở của mình. Thì mình chỉ có thể môn đồ hóa được môn dân khi mà mình đi mà thôi. Đây cũng là một cái điều rất là lý thú với ông bà anh chị em. Trong cái mạng lệnh của Chúa, nhiều khi mình chỉ nghĩ đến cái vấn đề mình trăn trở là bây giờ làm sao để mà môn đồ hóa môn dân đi, làm sao để khiến môn dân trở nên môn đồ của Đấng Christ. Mình không nhấn mạnh đến cái yếu tố đi. Và mình không nhấn mạnh cái yếu tố thứ hai đó, là cái việc môn đồ hóa môn dân nó chỉ diễn ra khi chúng ta đang đi. Tức là mình đang thực hành cái điều mà Chúa dạy mình. Sự môn đồ hóa người khác nó phải diễn ra cùng lúc với cùng thời điểm với sự thực hành trong chính đời sống của chúng ta. Chúng ta thực hành trở thành một người môn đồ cùng một thời điểm với việc mình biến người khác trở nên môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Thế nên cái mạng lệnh mà Chúa muốn nói là như vậy. Anh còn. Cái điều đó là một cái lý thuyết rất là gọi là chính xác 100% của Chúa dạy cho mình, và gọi là một cái thực hành Chúa đã làm, Chúa đã dạy cho mình, và nhiều ông bà chị em con cái Chúa đã từ bao nhiêu ngàn năm người ta cũng làm theo cái điều đó, tức là phải đi thì nó mới có kết quả. Nhưng mà cái thực tế của hội thánh của mình hoặc là đất gì hội thánh em đã tới, nó có một cái vấn đề là nhiều cái lý do để ngăn trở sự đi, mà lý do nào đối với anh chị em cũng nghĩ là hợp lý nhất, hoặc là có thể là tôi ngại, hoặc là có thể tôi chưa học kinh thánh nhiều, hoặc tôi không được trang bị nhiều, hoặc là thế này thế kia. Thì cái đó thì mình phải làm sao để cái chữ đi nó lại thực hiện đúng, thì cái đó mình cũng dạy. Còn em thấy cái quan điểm của em là mình cứ đi và Chúa sẽ đi cùng, chứ mình không có thể nghĩ rằng là mình được trang bị cái này cái kia để mình đi vậy. Ngay có trách nhiệm đúng trong kinh thánh, người ta đâu được trang bị gì ở đâu, nhưng mà cứ đi với Chúa thì Chúa đi cùng. Dạ. Cảm ơn anh Toàn cái chia sẻ cái điều đó. Thì trong trong những cái lúc mà chúng ta có thể ngồi để bàn luận với nhau về vấn đề truyền giáo đó, thì mình sẽ nói sâu hơn về cái việc này. Nhưng mà chỉ đi đây cũng có nghĩa là mình áp dụng, mình hiểu lời của Chúa, mình áp dụng nó vào trong cuộc sống của mình. Thì trong cái tiến trình đó đó, mình có thể giúp đỡ cho người khác. Bởi vì người ta, chúng ta somehow đó, cái người tin lành chúng ta, tin lành Việt Nam chúng ta tách biệt giữa cái chuyện làm chứng đạo, giảng làm chứng đạo với cái chuyện sống đạo. Chúng ta tách hai cái đó ra, giống như là sống đạo là cái chuyện tôi làm ở nhà thờ, còn chứng đạo là cái chuyện tôi đi ra khỏi nhà thờ. Nhưng mà thực ra sống đạo và chứng đạo là một. Anh có sống đạo anh mới có thể chứng đạo được, và anh phải chứng đạo thì anh mới thực sự là đang sống đạo. Mình tách hai cái đó ra, và đó là một trong những cái sai lầm mà mình cần phải sửa trong cái quan niệm thần học của mình. Hẹn một khi khác chúng ta sẽ quay trở lại cái đề tài nóng hổi và nhiều thách thức đó. Bây giờ mình đi tiếp thôi ha. Cái thứ hai, Chúa biểu chúng ta là dạy họ giữ. Giữ, obey, teach them to obey. Tức là Chúa không có nói là hãy bắt ép họ giữ, hay là Chúa cũng không nói là hãy dạy cho họ điều mà ta đã truyền cho các con. Don't teach them what I have taught you. Chúa nói rằng là, Chúa cũng không có nói rằng là teach them how to obey,
tức là hãy dạy họ cách thức để mà vâng giữ những điều mà ta đã truyền cho các con. Chúa dạy là hãy dạy họ giữ, teach them to obey. Nó khác nhau như thế nào? Dạy họ điều mà ta đã truyền cho các con đó là chúng ta dạy cái kiến thức, chúng ta dạy những gì mà chúng ta đã biết. Ví dụ như trong cái bối cảnh mà Chúa phán các môn đồ ở đây, trong cái đạo mang lệnh đó, là những gì mà họ đã biết về Chúa đó dạy lại. Ok, rồi dạy cách thức á, thì giống như là tôi nói lúc nãy đó, teach them how to obey, tức là khi mà chúng ta dạy lời Chúa rồi, chúng ta dạy luôn cái cách thức để mà áp dụng lời của Chúa đó, thì mình sẽ đi vào trong cái đập khuôn. Đập khuôn là lời Chúa như vậy, chỉ có duy nhất một cách áp dụng mà tôi đã dạy cho anh thôi, chứ còn anh áp dụng kiểu khác là không được. Thành ra cái dạy cái cách thức để mà áp dụng hay là vâng giữ lời của Chúa cũng là một trong những cái rất là nguy hiểm mà mình cần phải thận trọng trong khi chúng ta giảng dạy lời của Chúa. Cái điều mà Chúa Giê-xu phán là hãy dạy cho họ giữ hay là vâng giữ, teach them to obey, dạy họ vâng giữ những điều mà ta đã truyền cho các con. Và khi mà chúng ta hiểu được cái điều này rồi đó, mình sẽ thấy rằng cái công việc dạy lời Chúa mà chúng ta phải đảm nhận đó, nó một phương diện nó rất là nặng nề, nhưng mà một phương diện khác nó cũng rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là ở chỗ Đức Chúa Trời là đấng ở với chúng ta, này ta ở cùng với các con luôn cho đến tận thế. Chúa không có bỏ mình, Chúa không để mình làm cái công chuyện này một mình. Và trong phương diện khác, chúng ta cũng thấy được là qua cái sự dạy lời Chúa đó, thì đời sống của chúng ta cũng được lớn lên. Tôi tin là quý anh chị em, những người nào đã từng dạy trường Chủ Nhật hay là bất cứ một cái môi trường nào, cái loại bài học lời Chúa nào đi chăng nữa, chúng ta đã từng dạy lời Chúa, tức là chúng ta kinh nghiệm được mình đã học được rất là nhiều điều từ nơi Chúa. Và đó là cái phước dành cho những người giảng dạy. Để chuẩn bị cho cái buổi học tiếp theo trong một vài tuần tới nữa, thì tôi có một vài câu hỏi suy gẫm ở đây để chúng ta về suy gẫm, rồi tuần tới thì mình có thể chia sẻ, mình thảo luận với nhau. Sự khác biệt giữa một giáo viên dạy học viên điều hoặc là cách thức họ phải vâng giữ với một giáo viên dạy học viên vâng theo là gì? Lúc nãy tôi có chia sẻ với ngoài chị em đó, what is the difference between a teacher who teaches what and how to obey with a teacher who teaches the students to obey? Hai cái người giáo viên như vậy nó khác nhau như thế nào? Nói cái khác ở đây chúng ta phải suy nghĩ, cái khác ở đây là khác về cái phương pháp, về cái cách tiếp cận, về cái cách chia sẻ, về cái tất cả những cái gì mà chúng ta áp dụng trong vai trò là một cái người dạy lời của Chúa. Cái câu hỏi thứ hai là, dẫu rằng hầu hết các giáo viên đều dạy điều mà Kinh Thánh nói và cách thức chúng ta có thể áp dụng, những giáo viên biến đổi đời sống học viên có làm nhiều hơn như thế hay không? Tức là chúng ta trong cương vị chúng ta là một người dạy trường Chủ Nhật chẳng hạn, mình dạy cho họ cái điều Kinh Thánh nói có không? Có. Mình có dạy cho người ta cách áp dụng không? Có. Nhưng mà một người giáo viên mà biến đổi, nhắm đến sự biến đổi đời sống của người học viên đó, thì người giáo viên đó có làm nhiều hơn như vậy không? Hay là chỉ dừng lại ở chỗ dạy điều Kinh Thánh nói và dạy cái áp dụng là chấm dứt? Tức là cái người giáo viên mà nhắm đến sự biến đổi đời sống của học viên đó, người đó sẽ dừng cái bài học sau khi cái giờ trường Chủ Nhật kết thúc, hay là người đó sẽ tiếp tục cái bài dạy của mình ở trong tuần, trong mối liên hệ với những người học sư, học viên ở trong đó của mình? Và cái câu hỏi thứ ba là, những thay đổi nhỏ này nó tác động như thế nào đến học viên? Thì đây là ba câu hỏi chúng ta suy gẫm với nhau trong một vài tuần lễ tới. Tôi sẽ sắp xếp lịch để chúng ta sẽ có cái buổi học tiếp theo, tiếp tục cái đoạn bài học của chúng ta. Mà ước ao là trong buổi sáng hôm nay thì giờ ngắn ngủi khích lệ và khơi gợi trong lòng của quý bà chị em một cái sự nóng cháy, một cái khao khát để mình được dự phần vào trong một công việc rất là quan trọng trong hội thánh của Chúa, mà dự phần với cái sự trang bị tốt hơn và dự phần với một cái kết quả nó sâu sắc hơn. Quý ông bà chị em có câu hỏi, có thắc mắc gì không trước khi chúng ta dừng cái buổi học chúng ta ở đây? Ok, nếu không xin mời hết thảy quý vị đồng đứng lên, chúng ta cầu nguyện cảm ơn Chúa. Thế con mời bác thiện cầu nguyện.
cái lời trước thì toàn là cha cái điều của con, con cứ chẳng con việc riêng để mình ra đây chúng ta học về phương pháp mà con có thể áp dụng để hướng dẫn lớp trường nhật trong những thời gian sắp tới. Con xin là cảm ơn Chúa là cho được sự quản nhiệm con có thời giờ để soạn những cái bài hướng dẫn chúng con đây. Xin Chúa cho chúng con, mọi người chúng con mở trí mở lòng chúng con để chúng con có thể hiểu một cách rõ ràng, hầu cho cái việc hướng dẫn lớp trường nhật của con có kết quả tốt, đem lại kết quả tốt, biến đổi được đời sống tâm linh của ông bà anh chị em chúng con trong hội thánh. Chúng con xin Chúa tiếp tục đại dụng mục sư trong cái nhiệm vụ này và cũng như tất cả chúng con, để trong thời gian tới chúng con có thể phục vụ Chúa một cách hiểu nhiều hơn trong vấn đề dạy kinh thánh và thứ nhất là trường chủ nhật. Chúng con hãy lòng cảm ơn Chúa, xin Chúa tiếp tục ở cùng với chúng con và tiếp tục hướng dẫn dạy dỗ chúng con thêm. Chúng con hãy lòng cảm ơn thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.